Chiến thần Sở Bắc, tập 67. Nghe được lời nói của mọi người, Trần Cường sắc mặt nháy mắt trở nên một mảng đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì do uống rượu hay là lời mà nói của mọi người. Trần Cường, mau xuống đây đi. Vương Vĩ nhìn thấy cảnh này cũng là nháy mắt, cảm thấy trên mặt u tối. Vừa rồi cậu ta để Trần Cường cùng Sở Bắc uống rượu, nhưng lại là quên tửu lượng của Trịnh Cường là kém nhất trong đám nam sinh của bọn họ. Lúc này nhìn thấy biểu hiện của Trịnh Cường, trong mắt của cậu ta tràn đầy thất vọng. Nghe được lời nói của Vương Vĩ, trong lòng Trịnh Cường bỗng nhiên nhảy lên một cái. Tửu lượng của cậu ta mặc dù không tốt, nhưng là cơ hội ngàn năm một thuở như thế này, cậu ta há lại có thể bỏ lỡ được sao? Vừa nghĩ tới đây, cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua Vương Vĩ, nghiến răng nói ra: Vương ca, cậu yên tâm, tớ nhất định có thể uống hết 8 ly. Vừa nói xong, cậu ta lại rót 2 ly rượu, liền muốn tiếp tục uống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Vĩ đột nhiên quát lạnh một tiếng: Được rồi, cậu không cần uống nữa, đổi người khác đi. Nghe được lời nói của Vương Vĩ, Trịnh Cường sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cậu ta há to miệng, muốn nói cái gì đó. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy vẻ mặt u ám của Vương Vĩ, trong lòng lập tức run lên. Chỉ có thể một mặt không cam lòng, nghiến răng quay người trở lại trên chỗ ngồi. Vương Vĩ không tiếp tục để ý tới Trịnh Cường, ánh mắt nhìn về phía mấy người còn lại, một mặt âm trầm hỏi ra: Kế tiếp, các cậu, ai là người tiếp theo đây? Nghe được lời nói của Vương Vĩ, đám người từng người đều là tranh nhau chen lấn lên, muốn vọt qua cùng Sở Bắc uống rượu. Vương Vĩ nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại thật chặt, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Được rồi, liền bắt đầu từ Chu Ngọc đi, từng người thay phiên nhau tiến lên. Lời hứa trước đây của tớ vẫn tính, chỉ cần các cậu có thể kiên trì uống 8 ly, tớ liền để cho các cậu tới làm việc trong công ty nhà của tớ. Nghe được lời nói của Vương Vĩ, mấy người còn lại sắc mặt đều là vui mừng hớn hở. Chu Ngọc được Vương Vĩ điểm danh càng là vui mừng hơn, đi đến đối diện với Sở Bắc. Ván này tôi và anh uống. Nghe được lời nói của Chu Ngọc, Sở Bắc không nói gì, chỉ là bưng lên một ly rượu, một mặt lạnh nhạt uống vào. Chu Ngọc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Vốn dĩ trong lòng của cậu ta là muốn đi lên để kiếm tiện nghi. Dù sao, Sở Bắc đều uống như nhiều rượu như thế, tửu lượng của anh ta coi như có tốt tới cỡ nào, thì giờ phút này cũng đã đến thời điểm uống say. Nhưng là bây giờ, nhìn lại dáng vẻ Sở Bắc, tuyệt đối không giống như là sắp uống say. Chu Ngọc nghiến răng, đem 2 ly rượu uống vào. Ngay sau đó, cậu ta lại cùng Sở Bắc uống vòng thứ 2. Đến khi ly rượu thứ 4 vào trong bụng, sắc mặt của cậu ta rõ ràng đã nhìn thấy đỏ bừng lên. Có điều mặc dù có chút men say, nhưng là tửu lượng của cậu ta rõ ràng so với mấy người trước đó muốn tốt hơn rất nhiều. Thở hổn hển mấy cái, cậu ta lại là rót tiếp 2 ly rượu, tiếp tục uống vào. Chu Ngọc, cố lên, đánh gục anh ta, rửa sạch khuất nhục cho chúng ta, đem anh ta uống gục đi. Mọi người nhìn thấy Chu Ngọc đã uống hết 6 ly rượu, đều là một mặt hưng phấn, hét lớn lên. Nghe được lời của mọi người, Chu Ngọc trong lòng âm thầm kêu khổ. Những người này chỉ thấy cậu ta uống 6 ly rượu, nhưng bọn họ không biết là giờ phút này trong dạ dày của cậu ta sớm đã dời sông lấp biển, trong người rất khó chịu. Cậu ta ẩn ẩn cảm giác được 6 ly rượu kia cũng đã là cực hạn của mình. Nếu như lại uống tiếp, cậu ta rất có thể sẽ phun ra ngay tại đây. Nhưng là nghe những gì bạn học cũ vừa nói với chính mình, cậu ta trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Cậu ta biết nếu như hiện tại quay lại, rất có thể sẽ nghênh đón ánh mắt khinh bỉ của những người này, mà lại 8 ly rượu mà Vương Vĩ đã hứa chỉ còn có 2 ly, cậu ta không muốn liền từ bỏ như thế. Nghĩ tới đây, cậu ta nghiến răng bưng lên 2 ly rượu cuối cùng, tiếp tục. Cậu ta làm ra một vẻ mặt hào sảng đối với Sở Bắc nói một tiếng, sau đó một hơi uống cạn 2 ly rượu cuối cùng. Đám người nhìn thấy cảnh này
đang muốn cổ vũ hành vi của Chu Ngọc. Nhưng đúng vào lúc này, Chu Ngọc đột nhiên bị chặt miệng, hướng về phía phương hướng phòng vệ sinh, vọt tới. Nhưng mà khi vừa chạy được vài bước, cậu ta liền ọc một tiếng, phun hết ra. Đám người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Uống đã nửa ngày như thế, Sở Bắc vẫn vững như bàn thạch, nhưng là bọn họ lại liên tiếp bại trận, quá thực là mất mặt xấu hổ tới cực điểm. Vương Vĩ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên một mảng xanh xám. Cho tới bây giờ, người còn chưa có cùng Sở Bắc uống rượu, ngoại trừ cậu ta ra, chỉ còn có hai người. Mà tửu lượng của hai người kia, trong lòng cậu ta rất rõ ràng, căn bản không thể trông cậy được vào hai người đó. Nghĩ tới đây, cậu ta ngăn cản hai nam bạn học đang mong muốn cả ngày nay đi qua cùng Sở Bắc uống rượu kia. Tự mình đứng lên, đi về phía Sở Bắc. Tôi và anh uống. Vương Vĩ sắc mặt âm trầm nói ra. Nhìn thấy Vương Vĩ tự thân ra trận, một bên Lạc Tuyết cùng Tô Uyển sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Tô Uyển càng là một mặt giận dữ nói ra. Vương Vĩ, cậu đây không phải rõ ràng khi dễ người khác sao? Các cậu nhiều người uống với Sở Bắc một người như thế, cậu vậy mà tự thân lại ra trận, sẽ có chút quá đáng đúng không? Quá đáng sao? Nghe được lời nói của Tô Uyển, Vương Vĩ cười lạnh, một mặt xem thường nói ra. Quy tắc trò chơi là chúng tớ trước đó đã nói xong, Sở Bắc tự mình cũng đồng ý, chuyện này không trách tớ được. Nghe được lời nói của Vương Vĩ, Tô Uyển sắc mặt tức giận đến trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Vương Vĩ tràn ngập xem thường. Đối với điều này, Vương Vĩ hoàn toàn không quan tâm, ngược lại một mặt cười châm chọc nhìn xem Sở Bắc nói ra. Sở Bắc, nếu như anh sợ, có thể hướng tôi cầu xin tha thứ. Nói không chừng, tôi một hồi cao hứng sẽ đồng ý cho các người rời khỏi nữa đây. Nghe được lời nói của Vương Vĩ, Sở Bắc mỉm cười thản nhiên. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, các cậu có cái tư cách gì để tôi cầu xin tha thứ chứ? Vương Vĩ nghe thấy như vậy, tâm trạng lập tức như bùng nổ. Sở Bắc vừa vặn đánh trúng điểm đau của cậu ta. Vừa rồi, biểu hiện của những nam bạn học cùng Sở Bắc uống rượu kia hoàn toàn chính xác, cực kỳ giống tôm tép nhãi nhép. Cậu ta coi như muốn phản bác, cũng căn bản tìm không được bất luận lý do gì để phản bác. Bất đắc dĩ, cậu ta chỉ có thể một mặt căm hận trừng Sở Bắc một chút, âm trầm nói ra. Bớt nói nhiều lời đi, chúng ta tại bên trên đấu rượu, nhìn xem hư thực. Nói xong, cậu ta trực tiếp gọi qua một nữ bạn học, để nữ bạn học này vì chính mình rót rượu. Sau đó cậu ta bưng lên hai ly rượu, hướng về phía Sở Bắc cười lạnh một tiếng, uống vào. Sở Bắc cũng không chút cho dự, giống như một người không có chuyện gì, trực tiếp bưng một ly lên, liền uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Sở Bắc rõ ràng như thế, Vương Vĩ khóe miệng một trận co quắp đại. Giờ phút này coi như hắn rất chán ghét Sở Bắc, nhưng là cậu ta cũng không thể không thừa nhận tửu lượng của Sở Bắc đích thực là cậu ta chưa từng thấy trong đời. Không thể hiểu được, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm của Sở Bắc, trong lòng cậu ta lại hiện lên một tia hối hận. Cậu ta có chút hối hận trận đấu tủ này liền không nên nói ra. Cậu ta hiện đại đã lâm vào đâm lao phải theo lao. Có điều trong lòng của cậu ta còn có một tia kỳ vọng. Cậu ta tưởng tượng Sở Bắc bây giờ đã đến cực hạn của mình. Tửu lượng của cậu ta mặc dù so ra kém với Triệu Tuấn, nhưng là cũng không tệ lắm. Như loại rượu mạnh có nồng độ cỡ này, 6-7 ly, cậu ta vẫn có thể uống hết. Cậu ta chỉ có thể kỳ vọng ở trong lòng, tại trong vòng 6 ly rượu, Sở Bắc sẽ đổ xuống. Thế nhưng là tất cả những điều này chỉ là hy vọng xa vời của cậu ta mà thôi. Khi uống đến ly rượu thứ 6, sắc mặt của cậu ta đã trở nên có chút ửng hồng, trong bụng cũng là phát ra một tia buồn nôn nhàn nhạt. Nhưng mà khi cậu ta ngẩng đầu nhìn đến sắc mặt của Sở Bắc, tâm trạng của cậu ta nháy mắt chìm đến đáy ly. Cậu ta thực sự có chút nghĩ không thông, thân là một người bình thường, tửu lượng của Sở Bắc tại sao lại tốt như thế chứ? Nhất là Sở Bắc, từ khi vừa mới bắt đầu uống rượu cho tới bây giờ, sắc mặt của anh đều chưa từng thay đổi. Thậm chí, cậu ta từ trên mặt Sở Bắc
cũng không nhìn thấy có vẻ say. Liền sau khi uống rượu xong, sinh ra đỏ mặt đều không có. Đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là cái quái thai gì chứ? Vương Vĩ sắc mặt khó coi, thầm nghĩ. Vốn dĩ, dựa theo kế hoạch của cậu ta, những người khác đi lên, trước tiên sẽ cùng Sở Bắc uống rượu, lợi dụng phương thức xa luân chiến, khiến Sở Bắc uống say. Sau đó cậu ta sẽ mạnh mẽ làm nhục Sở Bắc. Như là hiện tại, bọn họ bên này, tuyệt đại đa số người đã không còn uống được nữa, mà bản thân cậu ta cũng sắp say rồi. Để cậu ta cảm thấy có chút sụp đổ, chính là cho đến tận bây giờ, Sở Bắc lại còn giống như một người bình thường, không hề có biểu hiện say xỉn. Vừa nghĩ tới đây, tâm trạng của Vương Vĩ đột nhiên trở nên không tốt. Thậm chí, giờ phút này cậu ta liền tâm tình uống rượu đều không có. Bởi vì cậu ta biết, coi như cậu ta tiếp tục cùng Sở Bắc uống rượu, nhất định sẽ là chính mình ngã xuống, bị làm cho xấu mặt. Bởi vậy, mặc dù cậu ta trong lòng không cam tâm, nhưng khi uống cạn ly rượu thứ 6, cậu ta chỉ có thể một mặt thẹn quá hóa giận, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh âm Tô Uyển đột nhiên vang lên. Vương Vĩ, thế nào? Các cậu nhiều người uống với Sở Bắc, người ta có một mình như thế, cậu lại chết sớm như vậy sao? Tô Uyển một vẻ mặt giễu cợt nhìn xem Vương Vĩ nói ra. Nghe được lời nói mỉa mai của Tô Uyển, khóe miệng Vương Vĩ giật giật, cậu ta căm hận, trừng mắt nhìn Tô Uyển, hừ lại một tiếng, sắc mặt khó coi, xoay người rời đi. Ở một bên, Hà Tình thấy thế, biết mọi người cũng đều uống không được nữa rồi. Nếu như lại tiếp tục uống, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một mặt cười hì hì nhìn xem đám người đó ra. Được rồi, xem như tửu lượng chồng Lạc Tuyết quá thực không tệ. Chúng ta đấu tửu cũng chỉ là để vui mà thôi. Hiện tại mọi người cũng đều đã uống xong, đến đây là dừng đi. Nghe được lời nói của Hà Tình, Vương Vĩ cùng một đám nam bạn học trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Nhưng lúc này bọn họ cũng không dám lại tiếp tục nói cái gì. Dù sao, với tửu lượng của Sở Bắc, trong lòng bọn họ coi như có không phục đi chăng nữa, cũng căn bản không có biện pháp nào. Coi như bọn họ nghiến răng kiên trì tiếp tục cùng Sở Bắc uống rượu, cũng không nhất định có thể đem Sở Bắc uống gục. Ngược lại, nếu như bọn họ tiếp tục kiên trì, nói không chừng mất mặt xấu hổ vẫn là bọn họ. Bởi vậy, sau khi Hà Tình nói xong, không những không có thanh âm nào phản bác, ngược lại trong lòng bọn họ còn ẩn ẩn thở phào một hơi. Lạc Tuyết nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biểu hiện vừa rồi của Sở Bắc để nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là nàng cũng có chút lo lắng. Nếu như những người này tiếp tục cùng Sở Bắc uống, vạn nhất Sở Bắc không tiếp tục kiên trì được nữa, vậy liền sẽ phiền phức. Cũng may, bởi vì lời nói của Hà Tình, chuyện đấu tửu đã kết thúc. Hà Tình thấy không có người nào phản đối nữa, một vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Sở Bắc, sau đó nhìn về phía đám người, trên mặt nở một nụ cười. Được rồi, vừa rồi đấu tửu đã lâu như vậy, mọi người nhất định đã đói bụng. Mọi người chúng ta hiện tại ăn cơm, nói chuyện phiếm đi. Nghe được lời nói của nàng, mọi người đều là nhẹ gật đầu, nhất là những nữ bạn học kia. Giờ phút này sớm đã bụng đói kêu vang, thậm chí có mấy nữ bạn học tham ăn đã không còn quan tâm tới hình tượng của mình nữa, bắt đầu cầm chén đũa lên, ăn ngấu nghiến. Sở Bắc, anh vừa rồi uống nhiều rượu như vậy, không có sao chứ? Nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu ăn cơm, Lạc Tuyết ghé đến sát Sở Bắc, một mặt lo lắng hỏi ra. Sở Bắc nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, liền một chút rượu như thế, anh không có việc gì đâu. Nói xong, anh cùng Lạc Tuyết cũng bắt đầu ăn cơm. Khi mọi người bắt đầu dùng bữa, bầu không khí trong đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Đám người cũng đều bắt đầu thì thầm trò chuyện với nhau. Vương Vĩ nhìn Lạc Tuyết đang gắp thức ăn bỏ vào trong chén của Sở Bắc, sắc mặt của cậu ta nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Nhớ ngày thời điểm đó lên đại học, cậu ta đã nỗ lực rất nhiều để theo đuổi Sở Lạc Tuyết. Nhưng mà cậu ta đã phí sức lực lớn như vậy đều không thể theo đuổi được Lạc Tuyết. Nhưng là hiện tại, Lạc Tuyết vậy mà gả cho một người mù lòa, nhìn chẳng làm nên trò trống gì.
Chuyện này khiến cho trong lòng của cậu ta cảm thấy phẫn nộ phi thường. Thì ra là tại trong lòng Lạc Tuyết, cậu ta đường đường là đại thiếu vương gia, còn tệ hơn cả một người mù lòa. Vừa nghĩ tới như vậy, trong lòng của cậu ta càng trở nên phẫn nộ. Đúng lúc này, Lục Phượng đột nhiên đứng lên, đi đến bên người Vương Vĩ, nói nhỏ vào tai Vương Vĩ vài câu. Nàng vừa nói, một bên một vẻ mặt oán độc nhìn xem Lạc Tuyết cùng Sở Bắc, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Lạc Tuyết nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nàng nháy mắt ý thức được, chỉ sợ sắp có chuyện không tốt sẽ phát sinh, bởi vì nàng đối với Lục Phượng hiểu rõ vô cùng. Nàng biết, vừa rồi thời điểm tại cổng, nàng đã làm mất mặt Lục Phượng. Đối phương nhất định sẽ ghi hận trong lòng, chờ cơ hội báo thù. Quả nhiên, ngay tại thời điểm ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu của nàng sinh ra, thì Lục Phượng trở lại chỗ ngồi, mà Vương Vĩ đột nhiên cất lên một giọng nói như có phần trêu tức. Chỉ thấy cậu ta một mặt trêu tức nhìn xem Lạc Tuyết nói ra. Lạc Tuyết, tớ nghe nói cậu mở một cửa hàng đồ chơi sẽ không phải là thật chứ? Vương Vĩ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều là buông xuống bát đũa trong tay, ngẩng đầu, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lạc Tuyết. Bọn họ có chút hiếu kỳ, Vương Vĩ vừa rồi nói ra câu nói này, đến cùng là có thật hay không? Nghe được lời nói của Vương Vĩ, Lạc Tuyết khẽ chau mày, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Không sai, tớ là dự định mở một cửa hàng đồ chơi, chẳng qua còn chưa có khai trương. Chờ khi tớ khai trương cửa hàng đồ chơi, hoan nghênh các cậu đến thăm. Nếu như các cậu cần mua đồ chơi, tớ có thể dựa theo giá vốn bán cho các cậu. Mặc dù nàng không biết Vương Vĩ là có dụng ý gì, nhưng nàng vẫn là một mặt lạnh nhạt nói ra. Mà lại sau khi nói xong, nàng còn vì cửa hàng đồ chơi mà làm một đợt tuyên truyền với mọi người. Nghe được lời nói của Lạc Tuyết, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đã từng là học sinh ưu tú cùng là đại hoa khôi, sau khi tốt nghiệp đại học cũng chỉ là mở một cửa hàng đồ chơi nhỏ nhỏ, mà lại nghe theo lời nói của Lạc Tuyết thì cửa hàng đồ chơi vẫn chưa hoàn thành. Giờ phút này tuyệt đại đa số đám người bên trong ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết lộ ra một tia khinh thường, bởi vì theo bọn họ nghĩ chỉ là một cái cửa hàng đồ chơi mà thôi, quy mô khẳng định không lớn, quá thực không đáng để nhắc tới. Vương Vĩ nhìn thấy ánh mắt đám người nhìn về phía Lạc Tuyết, trong lòng vô cùng đắc ý. Cậu ta cố ý lên giọng, lớn tiếng hỏi, Lạc Tuyết, không nghĩ tới, cậu như vậy mà làm chủ sao? Chắc hẳn, cửa hàng đồ chơi hẳn là rất lớn à? Nghe được lời nói của Vương Vĩ, đám người cũng là hơi sửng sốt một chút, bên trong ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết cũng trở nên hiếu kỳ. Hết.